Thùy Tiên dẫn đầu hai bảng bình chọn, đầy khí thế bước vào đêm chung kết Miss Grand tối nay. Dẫn đầu cả hai bảng bình chọn quan trọng, Thùy Tiên đang hừng hực khí thế bước vào đêm chung kết Miss Grand International 2021. Sau nhiều ngày diễn ra, cuộc thi Miss Grand International 2021 đã đi đến đêm chung kết vào tối nay mùng 4 tháng 12 tại Bangkok, Thái Lan với sự tham gia của 70 thí sinh. Đại diện của Việt Nam là người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên hiện đang được đánh giá rất cao với những sự thể hiện xuất sắc trong suốt thời gian tham dự cuộc thi năm nay. Cô cũng là thí sinh giành chiến thắng nhiều nhất ở các cuộc bình chọn của cuộc thi năm nay. Thùy Tiên giành chiến thắng ở cuộc bầu chọn những thí sinh được yêu thích nhất trước thềm cuộc thi, dẫn đầu bình chọn phần thi Best in Swimsuit. Ngày hôm qua, BTC Miss Grand International đã công bố top 5 bộ trang phục dân tộc được bình chọn nhiều nhất. Đại diện Việt Nam, Nguyễn Thúc Thùy Tiên tiếp tục đứng ở vị trí dẫn đầu với lượt bình chọn cao nhất. Xếp sau đó lần lượt là các người đẹp đến từ Campuchia, Indonesia, Guatemala và Paraguay. Thùy Tiên dẫn đầu bình chọn trang phục dân tộc đẹp nhất. Ngay sau đó, PTC tiếp tục công bố danh sách top 5 người đẹp dẫn đầu bình chọn ở giải thưởng Miss Popular Vote và Thùy Tiên tiếp tục dẫn đầu với 24,58% tỷ lệ bình chọn từ khán giả. Theo sau là các người đẹp của Malaysia, Ai Cập, Campuchia và Puerto Rico. Với những chiến thắng ấn tượng này, Thùy Tiên tràn trề hy vọng sẽ làm nên chuyện trong đêm chung kết Miss Grand tối nay. Đặc biệt, người đẹp giành chiến thắng ở giải thưởng Miss Popular Vote sẽ được đặt cách vào thẳng top 10. Chính vì thế các fan đang tiếp tục kêu gọi bình chọn cho cô. Thùy Tiên tiếp tục dẫn đầu Miss Popular Vote. Nguyễn Thúc Thùy Tiên sinh năm 1998, cao 1m71. Cô từng đạt danh hiệu Á Khôi 1 Hoa Khôi Nam Bộ 2017 và lọt vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng với giải thưởng Người đẹp nhân ái. Thùy Tiên được bổ nhiệm làm Miss Grand Việt Nam 2021 và đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2021 diễn ra tại Thái Lan. Trước đó, cô cũng từng đại diện Việt Nam tham dự Miss International 2018 tại Nhật Bản. Đến với Miss Grand 2021, Thùy Tiên đã có sự lột xác vô cùng ấn tượng và mạnh mẽ để phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Cô đã khiến các fan Việt tự hào vì sự thể hiện hết mình vì màu cờ sắc áo ở cuộc thi năm nay. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.